Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, cà phê có chứa caffeine có thể làm giảm nguy cơ suy tim. Một phân tích gần đây trong tuần hoàn, CTIM đã kết hợp dữ liệu từ 3 thử nghiệm bệnh tim lớn để nghiên cứu các yếu tố nguy cơ hành vi và lối sống tiềm ẩn liên quan đến bệnh tim mạch vành, suy tim và đột quỵ. Trong cả 3 nghiên cứu, uống nhiều cà phê hơn có liên quan đến nguy cơ suy tim thấp hơn. Lợi ích này của việc uống cà phê không áp dụng cho cà phê đã khử caffeine, cho thấy rằng caffeine có thể đóng một vai trò trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các yếu tố chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến nguy cơ suy tim không được biết đến nhiều. Không giống như nhiều dạng bệnh tim khác, suy tim xảy ra khi tim không còn khả năng bơm đủ máu đi khắp cơ thể và nó có thể xảy ra vì nhiều lý do. Trong khi cơ chế chưa rõ ràng, tiêu thụ cà phê cho thấy mối quan hệ rõ ràng với việc giảm nguy cơ. Một số nghiên cứu khác đã chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa việc tiêu thụ cà phê và sức khỏe tim mạch. Việc tiêu thụ nhiều cà phê có chứa caffeine hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong ở người lớn tuổi, và một đánh giá ô nhiễm gần đây cho thấy rằng việc tăng tiêu thụ cà phê có liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch và mọi nguyên nhân trong một loạt dân số. Trong khi cà phê có chứa caffeine cho thấy mối liên hệ rõ ràng với việc giảm nguy cơ suy tim, các tác giả của nghiên cứu Circulation Heart Failure lưu ý rằng bằng chứng của họ không mạnh bằng bằng chứng về việc bỏ hút thuốc, giảm cân và tăng cường hoạt động thể chất để cải thiện sức khỏe tim mạch. Cà phê có chứa caffeine sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề về tim của bạn, nhưng ở mức độ vừa phải, nó có thể cải thiện sức khỏe tim mạch như một bổ sung cho chế độ ăn uống cân bằng và thói quen tập thể dục. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!